mặc dù đã có sự cố xảy ra tại trận đấu đầu tiên của mình trong trận mở màn vòng chung kết Euro 2021, nhưng đội tuyển Phần Lan vẫn không bị phân tâm quá nhiều về điều đó, mà họ còn cho thấy lý do vì sao đội bóng của huấn luyện viên Kanerva đang có mặt trong danh sách 24 đội mạnh nhất châu Âu đang tham dự giải đấu này. Tất nhiên, Phần Lan đã lép vế hơn tuyển Đan Mạch về mọi mặt khi họ chỉ giành quyền kiểm soát bóng ở mức 37%, và thậm chí trong cả 90 phút thi đấu, các chân sút của huấn luyện viên Kanerva chỉ tung ra đúng một pha dứt điểm duy nhất, và cũng chính cú dứt điểm hiếm hoi đó đã giúp cho họ có được chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 ngay trên sân nhà của Đan Mạch. Tất nhiên, công đầu lớn nhất sẽ thuộc về tiền đạo Bojan Palo, với pha đánh đầu cận thành xé toang mảnh lưới của những chú lính chỉ tối hôm đó, nhưng sẽ thật thiếu sót nếu như không kể đến pha bắt penalty thần thánh của Hradecki. Và hoàn toàn có thể dễ hiểu vì sao Bayer Leverkusen đã lựa chọn thủ thành 31 tuổi bắt chính suốt 3 mùa bóng vừa qua. Với chiến thắng vừa có được, thì tuyển Phần Lan cùng với tuyển Bỉ đang có cùng 3 điểm tại bảng B, nhưng họ chỉ đang đứng ở vị trí thứ 2 khi kém hơn về chỉ số phụ. Đến với trận đấu tiếp theo, đoàn quân của huấn luyện viên Kanerva sẽ có chuyến hành quân đến cố đô Saint Petersburg để làm khách trước những chú gấu Nga. Có thể ở trận đấu này, tuyển Phần Lan sẽ không còn bỡ ngỡ như trận đấu đầu tiên tại sân chơi danh giá nhất châu lục ở cấp độ đội tuyển. Vì vậy, rất nhiều chuyên gia đã cho rằng họ sẽ trở thành ngựa ô của mùa giải lần này và rất có thể sẽ khiến cho tuyển Nga mất điểm ở lượt trận tối nay. Cần biết, cục diện hiện tại ở bảng B hoàn toàn có lợi cho thầy trò huấn luyện viên Kanerva, bởi chỉ cần không để thua trước tuyển Nga ở trận này và ở cặp đấu còn lại giữa tuyển Bỉ với Đan Mạch như thế nào thì Phần Lan cũng sẽ là cái tên được hưởng lợi nhiều nhất. Nếu như yêu cầu một chiến thắng trong trận đấu tối nay thì có lẽ đây là nhiệm vụ đầy khó khăn đối với đoàn quân của huấn luyện viên Kanerva, nhưng nếu chỉ cần một kết quả hòa thì có lẽ đây sẽ là nhiệm vụ tương đối dễ thở đối với Phần Lan. Còn nhớ trong trận đấu với tuyển Đan Mạch, hàng phòng ngự của huấn luyện viên Kanerva đã chơi vô cùng ấn tượng, với 7 lần đánh chặn thành công, và kẻ gác đền Hradecki cũng đã có đến 6 lần từ cứu nguy cho khung thành của Phần Lan. Vì vậy, chỉ cần Phần Lan chơi đúng như những gì đã thể hiện tại Copenhagen hôm đó, thì mục tiêu tối thiểu mà họ đề ra sẽ không vượt sang ngoài tầm với của họ. Phía bên kia sân, mặc dù được chơi trên ngay trên sân nhà ở trận đấu đầu tiên tại giải đấu năm nay, nhưng với việc phải đón tiếp một đội bóng rất mạnh như tuyển Bỉ đến làm khách, thì những chú gấu Nga đã phải nhận lấy thất bại muối mặt đến 3 bàn không gỡ. Vận đen của thầy trò huấn luyện viên Cheesop cũng chưa dừng lại ở đó, khi họ không chỉ để thua ở trận đấu đầu tiên, mà giờ đây tuyển Nga cũng mất đi hai trụ cột như Kuzajev và lão tướng Zykov do chấn thương. Và khả năng hai người đồng đội của nhau tại Zenit Petersburg có thể ra sân trở lại là rất thấp, ít nhất là sẽ vắng mặt trong trận đấu với tuyển Phần Lan. Với trận thua nặng nề chỉ sau vòng đấu đầu tiên, thì Nga đang là cái tên đứng dưới đáy bảng xếp hạng ở bảng B với con số không tròn chỉnh, và hiện đang kém vị trí tranh vé vớt của tuyển Đan Mạch về hiệu số bàn thắng. Bước vào trận đấu tối nay, như đã nói thì tuyển Nga sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà. Cần biết đây là lần cuối cùng mà đội bóng của huấn luyện viên Cheesop sẽ được chơi trên sân nhà tại vòng bảng, bởi ở trận đấu với tuyển Đan Mạch ở vòng 3, thì họ sẽ phải hành quân đến Copenhagen làm khách. Vì vậy, nếu tiếp tục bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng trên sân nhà, thì khả năng đi tiếp của những chú gấu Nga sẽ là rất thấp. Lối chơi của tuyển Nga ở mùa giải năm nay cũng không có gì quá khác biệt, khi đại đa số những đường tạt bóng của các tiền vệ đều được hướng đến cái đầu của Zuber, cầu thủ chơi cao nhất trong đội hình của tuyển Nga. Đây có thể coi là sở trường của thầy trò huấn luyện viên Cheesop, nhưng tuyển Đan Mạch với lối chơi này cũng đã phải bất lực trước hàng phòng ngự vững chắc của Phần Lan. Và nếu như tuyển Nga không có nhiều miếng đánh mới mẻ hơn, thì không ngoài khả năng họ sẽ bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới đối thủ. Đừng quên, với việc Kuzajev và lão tướng Zhiko đều vắng mặt, thì những tình huống lên bóng bên cánh trái của Nga sẽ bớt đi sự nguy hiểm và rất dễ bị bắt bài. Niềm an ủi lớn nhất mà đội bóng của huấn luyện viên Cheesop có được lúc này là về thành tích đối đầu, bởi trong 4 lần chạm mặt với Phần Lan gần nhất, thì tuyển Nga qua các thế hệ đều toàn thắng trước Phần Lan, một liều thuốc tinh thần nho nhỏ để trấn an tinh thần của các cầu thủ. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Phần Lan với tuyển Nga. Tỷ lệ nổ tài của Phần Lan đạt 40%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 50%. Có 50% kết quả về lẻ. Phần Lan ghi được 12 bàn, để thủng lưới 13 bàn. Trung bình mỗi trận ghi 1,2 bàn. Tỷ lệ nổ tài của tuyển Nga đạt 60%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 20%. Có 60% kết quả về lẻ. Tuyển Nga ghi được 10 bàn, để thủng lưới 16 bàn. Trung bình mỗi trận ghi 1 bàn. Dự đoán kết quả Phần Lan với tuyển Nga. Tất nhiên, Phần Lan tiếp tục sắm vai đội bóng chiếu dưới trong cả bảng đấu này. Tuy nhiên như đã nói, thì nếu như tuyển Nga không có nhiều chiến thuật tấn công đa dạng hơn, thì rất khó để họ có thể xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của tuyển Phần Lan. Vì vậy, rất nhiều khả năng trận đấu này sẽ kết thúc, mà kết quả của nó sẽ không quá 2 bàn thắng được ghi.
và giới mộ điệu vẫn có thể đặt niềm tin vào tuyển Phần Lan. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.